Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Hack Research và mình là Quang Trường, sẽ là người tiếp tục đồng hành cùng với mọi người trong video lần này. Và trong video gần nhất thì chúng ta đã cùng nhau dành thời gian để so sánh ở giữa Sui và AppTốt, đâu là nền tảng layer 1 tốt nhất cho chu kỳ tiếp theo. Và nếu mà chúng ta có layer 1 tốt nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đâu là nền tảng layer 2 tốt nhất trong chu kỳ tiếp theo. Đó là Arbitrum hay là Optimism. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay nhá. Ok, chúng ta sẽ so sánh Arbitrum và Optimism một cách toàn diện nhất, như cách mà chúng ta đã từng so sánh giữa Sui và AppTốt. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về đội ngũ phát triển, về investor, về công nghệ, về hệ sinh thái, về những gì mà dự án đã làm được, về câu chuyện mà dự án đang hướng đến trong tương lai, về câu chuyện tokenomics, và phần cuối cùng nó sẽ là nhận định của cá nhân mình. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với yếu tố đầu tiên, đó chính là về đội ngũ phát triển. Thì khác với Sui và AppTốt, thì nếu như mà Sui và AppTốt thì đội ngũ phát triển của họ ngay từ thời gian ban đầu đã có một background từ truyền thống cực kỳ mạnh. Thì đối với Arbitrum và Optimism thì mình không thấy được điều này. Đội ngũ phát triển của Arbitrum và Optimism thì tương đối là ít kinh nghiệm trong việc là học tập, làm việc và phát triển tại những công ty và tập đoàn truyền thống. Hầu hết những cá nhân của Optimism và Arbitrum thì mình đều thấy rằng là họ có một cái đặc điểm, đó chính là họ làm ở một cái khoảng thời gian ngắn cho các công ty, tập đoàn ở trong truyền thống. Sau đó họ có cơ hội tiếp cận với thị trường crypto và tiếp cận với Ethereum. Và ngay sau khi mà họ tiếp cận thì họ đã nhận ra được, có vẻ như là họ nhận ra được crypto hay là blockchain sẽ là một trong những xu hướng cực kỳ lớn của thị trường tài chính truyền thống trong cái giai đoạn sắp tới. Và họ ngay lập tức tham gia vào thị trường crypto dưới dạng là builder. Thì sự khác biệt lớn nhất giữa Arbitrum và Optimism mình thấy đó chính là ở Arbitrum có một người có thể nói là lãnh đạo, là một người có thể nói là đóng vai trò là bộ não của cả Arbitrum, đó chính là Ed Felton. Thì ở thời điểm hiện tại thì Ed Felton đang là co-founder và cũng là giám đốc nghiên cứu của Optchain Lab. Thì trong quá khứ thì Ed Felton đã lấy bằng tiến sĩ khoa học và kỹ sư máy tính tại trường đại học Washington. Tiếp theo là khi ra trường thì Ed Felton có một khoảng thời gian dài làm kỹ sư trưởng tại Federal Trade Commission. Đây là ủy ban thương mại liên bang thuộc chính phủ. Và sau đó thì ông cũng có một khoảng thời gian tương đối là dài làm lãnh đạo cấp cao. Lãnh đạo cấp cao ở đây là phó giám đốc công nghệ Hoa Kỳ ở Nhà Trắng. Và ở thời điểm hiện tại thì bắt đầu từ giai đoạn tháng 9 năm 2018 thì Ed Felton cùng với những người đồng đội của mình, cùng với hai người co-founder, đã bắt đầu thành lập và xây dựng Optchain Lab. Song song với câu chuyện là xây dựng Optchain Lab thì Ed Felton ở thời điểm hiện tại cũng đang làm giáo sư về mảng khoa học máy tính và về vấn đề công cộng tại Đại học Princeton. Thì có thể nói rằng là nếu như mà tất cả các thành viên ở Optimism thì nó đều khá là xem nhau, thì các thành viên trong đội ngũ co-founder của Arbitrum thì có một thành viên vượt trội hơn hẳn, đó chính là Ed Felton. Và mình nghĩ Ed Felton đóng vai trò là một cái bộ não trong cái mặt công nghệ cốt lõi của Arbitrum ở thời điểm quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai. Và Ed Felton có những ảnh hưởng như thế nào đến với Arbitrum thì chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào phần công nghệ. Thì rõ ràng là về đội ngũ phát triển thì Arbitrum ghi một bàn và dẫn trước. Tiếp theo là chúng ta đến với câu chuyện của investor. Thì tính đến thời điểm hiện tại, từ năm 2020 đến nay thì Optimism đã trải qua 3 lần kêu gọi vốn. Và tổng số tiền họ raise được thành công là 178 triệu đô. Và các quỹ tham gia vào đầu tư vào Optimism thì không quá nhiều nha. Không quá nhiều, chỉ có một vài các tên lớn như là Paradigm này, Ideal Collab Venture, A16Z hay là NASDAQ. Thì ở cái vòng cuối cùng, cái vòng gần đây nhất là cái vòng Series B được diễn ra vào tháng 3 năm 2022 thì Optimism đang được định giá ở mức giá là 1,5 tỷ đô. Và gần đây nhất là cách đây có vài ngày thôi, là đâu đó là khoảng, hình như là mình nhớ là khoảng 15-16 tháng 9 thì Optimism Foundation thì họ cũng đã chính thức công bố về việc là họ có bán một cái khoản là 110 triệu OP đổi lấy 160 triệu đô
tương đương với mức giá đâu đó là khoảng gần $4 cho một OP cho 6 quỹ đầu tư khác nhau. Và thông tin kỹ hơn thì họ không có tiết lộ. Thì nếu như mà lấy trước đó là 178 cộng với 106 thời điểm vừa rồi thì có thể nói là tổng số tiền mà Optimism Ray được ở thời điểm hiện tại nó đã lên đến khoảng gần $350 triệu. Nó là một con số cực kỳ khủng và không hề thua kém gì những cái nền tảng layer 1 như là Sui là Aptos cả. Tiếp theo là đến với Arbitrum. Thì Arbitrum đã trải qua tổng cộng là 3 vòng kêu gọi vốn, bao gồm là Seed này, Series A và Series B. Và tổng cái số tiền mà họ raise được qua 3 vòng là $123 triệu. Và có khác với Optimism thì có rất nhiều các quỹ đầu tư tham gia vào Arbitrum như là Pantera, như là Polychain Capital, Respoy Capital, Alameda Research, Rebit Capital hay là McKibben. Và ở cái vòng gần cuối, ở cái vòng cuối là cái vòng Series B thì Arbitrum đã được đầu tư với cái mức định giá là $1.1 triệu. Thì có thể thấy rằng là về tổng cái số tiền raise được là Arbitrum không bằng so với Optimism. Về cái định giá ở cái vòng gần nhất thì Arbitrum cũng không bằng Optimism. Thì rõ ràng là về cái khía cạnh là về VC, về investor thì Optimism hơn hẳn so với Arbitrum. Và bàn thắng này là bàn thắng gỡ hòa đến từ Optimism. Và sau khi chúng ta so sánh giữa core team và investor thì ở thời điểm hiện tại thì Arbitrum 1 điểm về core team và Optimism 1 điểm về investor. Yếu tố thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận đó chính là về hệ sinh thái và những gì mà cả hai nền tảng này đã làm được. Thì để mà nói về hệ sinh thái thì bắt buộc chúng ta phải nhắc đến một cái keyword. Đó chính là tại cái thời điểm mà hai dự án này Mainnet là vào thời điểm đâu đó khoảng cuối năm 2021 thì cái cách tiếp cận developer của hai nền tảng này là hoàn toàn khác nhau. Nếu như mà Optimism á, tại thời điểm đấy họ bắt mày muốn xây dựng DApp, muốn xây dựng protocol trên Optimism đúng không? Mày là dev, mày phải KYC với tao. Thằng dev bảo, blockchain mà, free tập trung mà, ẩn danh mà, không. Nhưng mà Arbitrum lại có cách tiếp cận hoàn toàn ngược lại. Họ tiếp cận theo hướng là bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào việc là phát triển, xây dựng những cái sản phẩm ở trên mạng lưới Arbitrum. Chính vì vậy mà các nhà phát triển từ Optimism đổ qua Arbitrum. Đó chính là cái lý do mà tại vì sao đến thời điểm hiện tại khi mà mọi người lướt qua hệ sinh thái của Arbitrum á, với những cái tên như là GMX này, Dopex này, Zone, Bluetooth, Camelot, rất nhiều những cái dự án khác thì đều là team ẩn danh cả. Họ đều là whale ở trên Ethereum. Và bản thân mình thì mình cũng có từng có cơ hội để mà tiếp xúc với các co-founder của các dự án đó, thì họ cũng đưa ra một cái quan điểm tương tự là tại thời điểm đó thì Optimism bắt họ phải KYC nên là họ đã di chuyển hết sang Arbitrum. Thì đấy là cái lý do giải thích là tại vì sao hệ sinh thái Arbitrum ở thời điểm hiện tại lại có phần đông hơn, dày hơn so với Optimism. Và gần như là cái đội build ở bên Arbitrum là hầu hết là build là những cái đội mà build theo hướng DeFi 2.0. Họ build Ponzi rất là giỏi. Thế nên là khi mà mọi người nhìn thấy hệ sinh thái Arbitrum thì mọi người sẽ thấy nhiều cái nét Ponzi ở trong đó. Thì nét Ponzi như nào thì bắt đầu vào cái yếu tố thứ hai. Đó chính là việc chọn mũi nhọn. Thì Optimism á, họ lựa chọn mũi nhọn là họ cũng là lựa chọn theo mảng á, nhưng mà họ sẽ theo kiểu là tao đặt cược vào những người đã có tên tuổi ở trong thị trường. Ví dụ như là Synthetic này, ví dụ như Perpetual này, ví dụ như là AV này. Thì Synthetic là về mảng Synthetic rồi, trong Synthetic thì có Option, có Perp, Perp Deck đúng không? Rồi Perpetual cũng là Perp Deck, AV thì là Lending and Borrowing. Thì có thể nói rằng là họ cũng lựa chọn những cái dự án đó để làm mũi nhọn cho họ. Tuy nhiên rõ ràng là các dự án khi mà phát triển multi-chain á, thì họ sẽ không thể nào mà họ tập trung duy nhất vào một chain được. Và đó chính là cái lý do tại vì sao mà hệ sinh thái Optimism ở thời điểm hiện tại chưa đạt được nhiều thành công như họ kỳ vọng ban đầu. Mặc dù là trước đó Optimism có chi rất nhiều OP ở cái giai đoạn tháng 5 năm 2022 để mà làm incentive, nhưng mà cũng thu hút được người dùng, nhưng mà hết incentive là người dùng lại bỏ đi. Ở thời điểm hiện tại thì đâu đó là chỉ có Quenta là thuộc hệ sinh thái của Synthetic thì thành công, còn Perpetual thì là bom xịt, AV thì hết incentive là người dùng bỏ đi, thì cũng có thể coi là tương đối thành công thôi chứ không thể nào gọi là thành công được. Một cái dự án sau này thì cũng là đánh dấu cái sự thay đổi trong cái tư duy của đội ngũ Optimism, đó chính là Velodrome.
Đây là một dự án mà cũng xây dựng theo kiểu ẩn danh, nhưng mà nhờ mà nhận được incentive của Optimism, nhờ một cái công thức hoàn toàn khác so với Solidly, cải thiện được những cái vấn đề của các AMM V33, thì Velodrome bây giờ cũng đã trở thành một trong những dự án khá là thành công. Ngoài ra thì có một vài các native protocol ở trên Optimism thì mình cũng thấy chưa thành công lắm. Ví dụ như là Pika protocol là một nền tảng public. Thì cái câu chuyện mũi nhọn, chọn mũi nhọn là Optimism không được thành công, có thể nói là một thất bại á. Tiếp theo thì chúng ta đến với Arbitrum. Thì ngay từ thời điểm ban đầu thì Arbitrum đã lựa chọn public, đã lựa chọn derivative là cái hướng tiếp cận trong cái câu chuyện là xây hệ sinh thái của họ. Và cái nền tảng public lớn nhất mà ở trên hệ sinh thái Arbitrum ở thời điểm hiện tại đó chính là GMX. Thì GMX nó hay ở một cái á, là GMX nó xây dựng một cái dự án mà làm sao đó để nhiều dự án có thể xây lên. Nghĩa là nhiều dự án có thể xây dựng ở trên GMX, hỗ trợ GMX về cái mặt là thanh khoản. Chính từ đó mà toàn bộ hệ sinh thái của Arbitrum, mặc dù là có rất nhiều các dự án khác nhau, nhưng mà thanh khoản thì hầu hết là đổ về GMX. Và đó chính là cái lý do tại vì sao nó GMX họ thành công được đến như vậy trong cái giai đoạn vừa rồi. Và rõ ràng là lựa chọn PubDeck là một cái lựa chọn cực kỳ thành công. Và khi mà GMX càng ngày càng lớn thì cái hệ sinh thái của GMX cũng càng ngày càng lớn. Chính vì vậy mà trong hệ sinh thái Arbitrum chúng ta lại có thêm hệ sinh thái của GMX, và chúng ta còn thêm hệ sinh thái của rất nhiều các dự án khác nữa. Thì cái bước mà chọn mũi nhọn của Arbitrum là tương đối là thành công trong câu chuyện là chọn GMX. Bên cạnh GMX thì mình thấy được rằng là họ cũng hỗ trợ khá là nhiều cho Chia Showdown, là một dự án theo kiểu gaming, nhưng họ build theo cái hướng là một cái nền tảng phát hành game. Nó giống như Nintendo, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chưa có thành công lắm, bởi vì là cái mô hình của nó thiếu cái sự Ponzi ở trong đó. Thì rõ ràng là về cái cách tiếp cận trong cái câu chuyện rằng là phải KYC người dùng đã khiến cho phải KYC các nhà phát triển đã khiến cho Optimism bị tạo một cái khoảng cách tương đối là lớn về cái hệ sinh thái so với Arbitrum. Và rõ ràng nếu mà xét về câu chuyện về hệ sinh thái, về những gì mà hệ sinh thái Arbitrum đã làm được, những gì hệ sinh thái của Optimism đã làm được, thì rõ ràng Arbitrum làm tốt hơn hẳn. Cái câu chuyện này chúng ta không thể phủ nhận được. Bạn chỉ cần lên DeFi-Llama hay là lên L2Bit, bạn sẽ thấy đâu là nền tảng Layer 2 có nhiều protocol nhất, đâu là nền tảng TVL có nhiều tiền nhất, đâu là nền tảng có nhiều stablecoin nhất, đâu là nền tảng có nhiều lượng người dùng hoạt động thường xuyên nhất, đâu là nền tảng có nhiều lượng transaction thường xuyên nhất, và đâu là nền tảng có tổng lượng người dùng là nhiều nhất, thì sẽ ra thôi. Bởi vì là tất cả những cái đó nó là kết quả cho cả một cái quá trình nó xây dựng. Đó. 2-1 nghiêng về cho Arbitrum. Tiếp theo là chúng ta đến với công nghệ cốt lõi. Thì wow. Để mà nói về công nghệ cốt lõi thì chúng ta sẽ có khá là nhiều yếu tố để mà so sánh giữa Arbitrum và Optimism. Thì mọi người có thể thấy rằng là tính từ thời điểm ra mắt đến nay á, thì Optimism họ mới trải qua cái lần nâng cấp đầu tiên là bản nâng cấp Bedrock, là diễn ra đâu đó mình nhớ là khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2023. Mà trước đó là cái bản cập nhật Bedrock là họ đã dự kiến là triển khai vào quý 3, quý 4 năm 2022. Là ít nhất là Bedrock đã chậm roadmap từ 6 cho đến 9 tháng. Là chậm roadmap là 6 đến 9 tháng nhỉ. Còn đảo về Arbitrum, bạn sẽ thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Và cái câu chuyện của Arbitrum hoàn toàn khác là nó yếu tố là nó đến từ con người, nó đến từ Ed Felton với những kinh nghiệm trong mặt công nghệ mà ông ấy đã có được. Thì khi mà Arbitrum họ tổ chức cái sự kiện Odyssey vào giai đoạn năm 2022, mình không nhớ là đầu năm hay giữa năm, nhưng mà cái Odyssey nó thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, và mức phí giao dịch của Arbitrum cao hơn cả Ethereum. Và ngay lúc đó Arbitrum và đội ngũ phát triển của Arbitrum phải quyết định là dừng cái Odyssey lại để mà nâng cấp mạng lưới. Và trong một khoảng thời gian đâu đó mình nhớ có vài tháng thôi, là trong năm 2022 luôn, là Arbitrum Nitro ra mắt, là bản nâng cấp tiếp theo của Arbitrum One. Giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng nhanh hơn, rẻ hơn, dễ dàng xây dựng những cái phát triển hơn, tương thích với EVM hơn và nhiều cái nó tốt hơn. Và khi mà Optimism họ ra Bedrock á, là cái bản cập nhật đầu tiên của họ,
thì cũng là lúc Abichum giới thiệu tép nét cái bản cập nhật thứ hai của mình, đó chính là Abichum Stylus. Thì đối với Abichum Stylus thì nó sẽ cải thiện khả năng mở rộng gấp 10 lần so với Abichum Nitro và gấp 100 lần so với Abichum One. Và Abichum Stylus còn hỗ trợ cả ngôn ngữ lập trình là Rust. Thì với Rust thì các dự án ở trên Solana, trên Near, trên Sui hoàn toàn có thể là chuyển sang Abichum nhỉ. Và Optimism thì chưa có cái yếu tố này. Rõ ràng là về mặt nâng cấp là Abichum đã nâng cấp 2 lần, trong khi là Optimism mới nâng cấp 1 lần. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai đó chính là cái câu chuyện về bằng chứng giao dịch. Cái thời điểm đầu á, khi mà Optimism họ hoạt động thì họ có bằng chứng giao dịch, nhưng mà hoạt động không hiệu quả, chính vì vậy là họ bỏ bằng chứng giao dịch. Thì mọi người sẽ đặt câu hỏi cho mình là tại sao Layer 2 lại không có bằng chứng giao dịch mà vẫn hoạt động được? Thì đấy là nằm ở cái cơ chế của Optimistic Rollup. Thì đối với câu chuyện của cơ chế hoạt động của Optimistic Rollup, mình giải thích ngắn gọn như này. Thì các sequencer sẽ thu gom hàng trăm, hàng nghìn những cái giao dịch ở trên Layer 2, gom thành một block, là thành một cái giao dịch duy nhất, gửi về Layer 1 là Ethereum, chỉ gửi đúng cái block đấy thôi nha. Và tại Ethereum thì sẽ có một cái on-chain smart contract, nó sẽ theo dõi cái này. Nghĩa là cái block mà gửi từ Layer 2 về Layer 1 thì sẽ ở trên Layer 1 trong khoảng 7 ngày. Nếu như trong 7 ngày đấy mà có bất kỳ một ai đó gửi một cái proof, là một cái bằng chứng chứng minh là trong block này có những giao dịch gian lận, thì lúc đó cái on-chain smart contract nó sẽ đứng ra để verify cái thông tin này, và nó sẽ bắt đầu tương tác để giải quyết tranh chấp, để tìm ra ai là người nói dối. Còn nếu như mà trong vòng 7 ngày đấy không có bất kỳ một ai gửi một cái bằng chứng là chứng minh là trong block này có những cái giao dịch độc hại, thì lúc đấy mặc định là cái block đó nó sẽ đúng. Đó chính là lý do mà tại vì sao Optimistic Rollup hoàn toàn có thể hoạt động mà không cần bằng chứng giao dịch. Nhưng mà nó cực kỳ rủi ro nha. Bởi vì là trong cái bối cảnh mà không có bằng chứng giao dịch, thì khi mà sequencer họ có những cái tác động xấu đến mạng lưới thì sao? Đó chính là cái lý do tại vì sao mà Optimism chưa thể nào decentralize cái sequencer của họ được. Và trong cái giai đoạn năm ngoái thì họ có giới thiệu về cái bằng chứng giao dịch của họ là Canon. Nhưng mà đến tháng 9 năm nay, gần hết năm rồi, mình chưa thấy bất kỳ một cái thông tin nào nhắc về cái Canon là cái bản nâng cấp đó cả. Còn đối với Abichum thì như hôm trước mọi người cũng thấy có một cái food. Nhưng mà cái food đấy thì chỉ gần như là chỉ dành cho những người không hiểu. Có nghĩa là họ nói rằng là trong cả một năm qua, Abichum không có bất kỳ một cái proof bằng chứng gian lận nào được gửi lên mainnet của Ethereum. Thì rõ ràng là ở thời điểm hiện tại, Off-Chain Lab là người vận hành sequencer. Mà Off-Chain Lab thì họ chả có lý do nào để mà gian lận cả. Thì chính vì vậy, nếu mà không có gian lận thì cái block gửi xuống Layer 1 nó không sai. Mà nếu mà không sai thì làm gì có proof nào gửi về xuống Layer 1, đúng không? Thì đấy là câu chuyện chúng ta phải hiểu. Đó là cái câu chuyện là chúng ta có kiến thức là chúng ta sẽ tránh được những cái phút. Mà đôi khi nếu mà không có kiến thức thì chúng ta sẽ không hiểu, chúng ta sẽ xả hàng. Đó là một cái mà có kiến thức hơn ở cái việc là không có kiến thức. Rồi, thì trong cái bối cảnh vừa rồi thì ngay trước khi mà Stylus họ ra testnet thì Abichum thì họ cũng đã giới thiệu cái bow, là cái bản nâng cấp của cái proof của họ. Nghĩa là trong bối cảnh Optimism còn không có proof thì Abichum đã nâng cấp cái proof của mình rồi. Đấy là cái yếu tố thứ hai về cái mặt là bằng chứng gian lận. Cái thứ ba là về khả năng tương thích thì Abichum cũng làm tốt hơn một chút so với Optimism. Về cái câu chuyện là giải quyết tranh chấp thì cái cách giải quyết tranh chấp của Abichum mặc dù là nó tốn hơn một chút phí so với Optimism, nhưng mà nó lại bảo mật hơn, nó thiên về bảo mật hơn bởi vì là nó giải quyết on-chain. Thì xét về cái yếu tố công nghệ như mình nói, đầu tiên là về cập nhật này, thứ hai là về bằng chứng giao dịch này, rồi một số những cái yếu tố liên quan như là mức độ tương thích này, rồi khả năng mở rộng này, rồi giải quyết tranh chấp này, thì Abichum đang làm tốt hơn hẳn. Phải nói là tốt hơn hẳn chứ không phải là tốt hơn một chút nha. Cái gì tốt hơn một chút thì nói là tốt hơn một chút, nhưng mà cái gì mà tốt hơn hẳn thì chúng ta phải nói là tốt hơn hẳn. Thì Abichum ghi thêm một bàn thắng, và chúng ta có Abichum đã chính thức dẫn trước 3-1 so với Optimism. Liệu Optimism có thể nào thu hẹp khoảng cách được không? Thì chúng ta qua với cái câu chuyện tiếp theo ha. Tiếp theo là chúng ta đến với sự quan tâm và sự FOMO của cộng đồng. Và Abichum và Optimism, thằng nào nhiều hơn? Thì ở thời điểm hiện tại thì Optimism và Abichum có hai cái để người ta FOMO.
Với Arbitrum thì là câu chuyện của Arbitrum Orbit, là câu chuyện của Layer 3. Với Optimism đó là câu chuyện của Superchain. Thì giải thích một chút về Superchain á, thì Superchain là một cái câu chuyện rằng là Optimism họ giới thiệu một cái bản OP stack giúp cho tất cả các nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng một layer 2 một cách tùy chỉnh cực kỳ cao luôn. Cái mức độ tùy chỉnh của OP stack cực kỳ cao luôn. Có thể là chọn Celestia, có thể chọn Ethereum làm nơi đồng thuận nhưng mà lưu trữ dữ liệu lại làm Celestia, có thể chọn mạng Bitcoin là mạng thực thi luôn, nên là cái mức độ tùy chỉnh của nó rất là cao. Và cái câu chuyện của Arbitrum Orbit đó chính là layer 3, là các layer 3 xây dựng ở trên layer 2, là xây dựng ở trên Arbitrum, One Nitro, Stylus hay là Nova, rồi sau đó là cuối cùng là Ethereum. Thì rõ ràng là câu chuyện layer 3, câu chuyện Arbitrum Orbit chưa được người dùng quan tâm nhiều. Đấy là một cái sự thật. Bởi vì là mặc dù là có một vài các dự án bây giờ bắt đầu triển khai layer 3 ở trên Arbitrum rồi, nhưng mà nó bé quá, nó bé quá nên là không ai quan tâm. Còn nhìn sang Superchain sao? Bay, Coinbase xây dựng Bay này, Binance xây dựng OP BNB này, rồi Polygon cũng chọn OP Stack để mà xây dựng L2 này. Nhiều các nền tảng layer 1 tiếng tăm như là Celo, như là Phantom cũng xây L2 thông qua công nghệ của Optimism này. Nhiều các DApp bắt đầu chuyển lên layer 2 thông qua OP Stack như là Zora này, như là Unidex này, như là The Bank này, như là Worldcoin này, như là Frog này. Rất rất nhiều. Và chỉ cần những cái tên lớn như vậy thôi, Coinbase, Binance, Polygon, Phantom, Celo, The Bank, thì làm sao mà người dùng không FOMO được. Thì rõ ràng là Superchain ở thời điểm hiện tại thì cái mức độ FOMO á, mình chưa nói là cái mức độ là hiệu quả, hoặc nó chạy có hoạt động hiệu quả hay không, mình chưa nói nha. Chỉ nói về cái mức độ FOMO thôi thì Superchain hơn hẳn so với câu chuyện layer 3 của Arbitrum luôn. Thì đấy là yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải đi vào đó chính là cái câu chuyện xây dựng cộng đồng. Thì rõ ràng là mình thích, phải nói là mình thích cách mà Optimism họ xây dựng cộng đồng của mình hơn. Có nghĩa là họ xây dựng cộng đồng của mình thành hai dạng. Hai dạng. Một là những người nắm giữ OP. Hai là những người có kiến thức, có những người có sức ảnh hưởng. Họ có thể là KOL, họ có thể là các nhà developer có tiếng nói giỏi. Họ có thể là founder, co-founder, CTO, CEO của những cái dự án lớn. Và kể cả là cái đội mà KOL nổi tiếng này này, giỏi giang này này, không nắm OP nhưng mà vẫn có thể tham gia phát triển mạng lưới OP. Đó nghĩa là cái câu chuyện cộng đồng của Optimism á, họ sẽ chia thành hai đảng giống như kiểu Mỹ á, là Hạ viện và Lưỡng viện á. Thì bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào phát triển Optimism, không kể việc là bạn có nắm giữ OP hay không. Thì đấy là một cái hay. Đấy là một cái hay. Rồi cái tiếp theo đó chính là thời gian vừa rồi thì mọi người có thể thấy rằng là khi mà Optimism họ giới thiệu cái Superchain á, thì ngay lập tức họ cũng giới thiệu một cái đi cùng, đó chính là Law of Chain. Có nghĩa là ví dụ như là bây giờ chúng ta đang có 10 dự án xây ở trên OP Stack là Superchain đúng không? Thì 10 dự án đó, thì bây giờ Optimism nó phát hành, tao phát hành ra một cái bộ luật như này nha, có thằng nào muốn tham gia không? Thì có 4 trên 5 dự án sẽ tham gia vào cái luật này, bảo rồi, ok, tao sẽ tham gia vào cái Law of Chain của mày. Thì khi mà tham gia vào Law of Chain thì nó sẽ có quyền lợi và đi kèm với đó là nghĩa vụ. Thì ở thời điểm hiện tại thì mới có một vài những cái quyền lợi, ví dụ như là nếu như mà update thì hầu hết là OP Stack sẽ update theo Optimism, có nghĩa là Optimism update đến đâu thì OP Stack update đến đấy. Thì những thằng mà ở trong cái Law of Chain á, ở trong một cái Superchain thu nhỏ á, thì sẽ được update sớm hơn, sẽ được công nghệ mới mẻ hơn, sẽ được làm việc trực tiếp với Optimism, sẽ được tham gia vào DAO của Optimism. Ngoài ra thì nghĩa vụ thì mình chưa thấy rõ ràng, nhưng mà khả năng cao thì nghĩa vụ sẽ phải là ở một là chia sẻ doanh thu hoặc lợi nhuận như Bay, hai là phải mua token OP để mà tham gia vào cái câu chuyện là voting. Và một cái nữa mà mình thấy OP rất hay đó chính là cái câu chuyện là làm incentive. Thì rõ ràng là nếu mà chúng ta nhìn lại câu chuyện của Arbitrum khi mà họ làm DAO Airdrop ngay từ đầu á, là bên cạnh là họ Airdrop cho người dùng thì họ Airdrop cho cả các dự án đồng hành cùng với họ, không hiệu quả. Rất nhiều dự án sau khi cầm token của Arbitrum xong bán. Rất nhiều dự án sau khi cầm token của mình xong không thông qua cộng đồng, chia luôn cho team và chỉ giữ lại một phần và chưa làm gì cả. Có những dự án chưa làm gì đến giờ luôn. Và nhìn lại cái câu chuyện của Optimism thì rõ ràng là các dự án mà muốn incentive của Optimism thời điểm đó là phải viết đơn,
trong đơn là có tôi là ai, dự án tên là gì, dự án làm về gì, có những ai, CTO, co-founder là những ai, CTO là ai, CMO là ai, CFO là ai, tất cả những thành viên trong team, xin bao nhiêu tiền, kế hoạch sử dụng là gì, mục tiêu là gì, trước đó đã làm được gì, đóng góp cho Optimism, và sau có incentive thì sẽ đóng góp thêm những cái gì. Thì đấy là một cái mà Arbitrum đã phải học hỏi trong cái câu chuyện là cái incentive đang diễn ra. Đó chính là Short Term Incentive Program được diễn ra từ giờ cho đến hết 31 tháng 1 năm 2024. Và mình đã làm một cái video rất là chi tiết trong cái câu chuyện là làm sao để kiếm tiền từ cái incentive của Arbitrum 50 triệu ARB. Trong một cái video thì mọi người có thể xem lại ở trên kênh YouTube của mình ha. Thì rõ ràng đó, về cái câu chuyện là xây dựng cộng đồng, làm sao để mà thúc đẩy cộng đồng đóng góp để mà phát triển, thì Optimism đang làm tốt hơn. Và còn một cái nữa mà mình quên chưa nhắc đến, đó chính là ngay cả việc là bạn đi voting hoặc là bạn ủy quyền cái OP của mình cho các người đi voting, bạn cũng nhận được airdrop từ Optimism. Và đã nhận được 2 đợt, và cái đợt 2 vừa rồi nó rất là lớn luôn, thưởng của nó rất là lớn luôn. Và chỉ có hầu đâu đó có 10 OP thôi, là có mười mấy đô thôi, là đã được cả $100 rồi. Thì rõ ràng là Optimism họ đang thúc đẩy, họ phát triển cái DAO rất là nhiều. Thì nếu mà nhìn một bức tranh rộng hơn á, thì mình thấy được rằng là rõ ràng là về mặt công nghệ thì mình nghĩ là Optimism họ biết là họ đang thua so với Arbitrum, thì họ phải lựa chọn những cái thế mạnh khác để họ vượt trội hơn Arbitrum. Và họ đang lựa chọn là câu chuyện là Superchain, câu chuyện là DAO, và họ đang thật sự vượt trội nha. Và đây là một bàn thắng rút ngắn tỷ số tiếp theo đến từ Optimism, và tỷ số hiện tại là 3-2 nghiêng về Optimism. Tiếp theo là đến so sánh về tokenomics. Thì điểm chung của Arbitrum và Optimism đó chính là phân bổ lượng token cho core team, cho advisor, cho investor đều tương đối là giống nhau, đều là bị khóa trong vòng 1 năm và mở dần trong vòng 3 năm tiếp theo. Hầu hết là khóa 1 năm và mở dần nhá. Còn với câu chuyện của Arbitrum thì mình thấy nó hay hơn ở chỗ này. Cái hay đầu tiên đó chính là airdrop. Thằng Arbitrum nó nói luôn, tao còn nhiều đợt airdrop lắm. Thế nên là người dùng sau khi mà nhận airdrop từ Arbitrum xong vẫn ở lại, mặc dù là không ở lại nhiều nha, nhưng mà vẫn ở lại để mà tham gia những cái chương trình tiếp theo. Và họ đã có một cái quest 2 cực kỳ thành công với 18 dự án, mình nhớ đâu đó 16 hay 18 dự án gì đó. Nhưng mà cộng đồng đu đỉnh cái quest 2 đó, phải nói là cộng đồng đu đỉnh cực kỳ nhiều cái quest 2 đó luôn. Thì cái đấy nó là hai mặt của airdrop. Tiếp theo nữa là cái câu chuyện mình vừa nói vừa trên á, cái câu chuyện là dự án là phải viết đơn để mà xin incentive từ Optimism, trong khi đó thì Arbitrum thì trao thẳng luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì Arbitrum cũng đã phải học hỏi cái cách làm incentive của Optimism. Và cái cuối cùng đó chính là ở thời điểm hiện tại thì về cái câu chuyện là về vốn hóa và về cái mức full market cap á, thì rõ ràng là Optimism đang có hấp dẫn hơn so với Arbitrum. Có những thời điểm mà cái tổng vốn hóa của Arbitrum gấp đôi so với Optimism, và đến thời điểm hiện tại thì cái tổng vốn hóa của Arbitrum vẫn cao hơn Optimism. Thì rõ ràng là về risk and reward thì Optimism ngon hơn, rõ ràng là ngon hơn nha. Nhưng mà về cái token UK á, thì mình thấy là khả năng cao là hai con nó cũng chưa rõ ràng lắm. Ở thời điểm hiện tại thì OOP chưa nhận được nhiều cái giá trị đến từ Superchain. Và nếu như mà không cẩn thận thì Optimism có thể đi vào cái hoàn cảnh giống như là Atom với Cosmos. Có nghĩa là hệ sinh thái của Cosmos cực kỳ phát triển, nhưng mà nó không hề capture value cho đồng Atom. Và nếu như mà Superchain cứ phát triển mà không capture được value cho OP á, thì Optimism sẽ đi vào cái câu chuyện của Cosmos đã từng gặp phải. Đối với câu chuyện của Layer 3 thì nó sẽ sáng hơn một chút. Cúp điện à? Chính vì vậy mà mình nghĩ về yếu tố về tokenomics thì rõ ràng là Optimism đang có những cái lợi thế hơn ở thời điểm hiện tại đấy nhở, so với Arbitrum. Và tỷ số là 3 đều. Và thật sự là mình không thích là khi mà so sánh một cái gì đấy mà lại đánh đều. Rõ ràng là khi mà chúng ta so sánh một cái các cái dự án với nhau, hay là so sánh những cái yếu tố với nhau, hay là so sánh những con người với nhau,
thì chúng ta cần phải ra được một cái kết quả là ai tốt hơn, ai tệ hơn, đúng không? Thì ở cái yếu tố cuối cùng thì mình sẽ đánh giá dựa trên cái cảm nhận của cá nhân mình. Mà đã đánh giá ở trên cảm nhận của cá nhân thì nó sẽ thiên về cái góc nhìn chủ quan của mình hơn. Thì mọi người cũng chỉ là coi là tham khảo thôi nhá. Thì đầu tiên thì mình thấy được rằng là về cái yếu tố về công nghệ á, thì mình thấy được rằng là mặc dù là layer 3 nó không có cái độ 2 như là Superchain ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên về cái hiệu quả mà nó mang lại thì nó tốt hơn Superchain rất là nhiều. Tại vì sao? Superchain thì về bản chất thì vẫn là tạo, có thể tạo ra các layer 3 nhá, nhưng mà nó sẽ thiên về là tạo các layer 2 hơn. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ cần có một vài layer 2 tốt là được. Mình nghĩ là về dài hạn thì mình cũng nghĩ là cần khoảng Arbitrum Optimism đại diện cho Optimistic Roadmap, hay là GKSyn Stacknet, hay là Linear đại diện cho câu chuyện GK Roadmap. Như vậy là đủ. Và cái câu chuyện của layer 1 cũng vậy, mình nghĩ là số lượng các layer 1 thật sự mà sau này thành công và có một cái lượng người dùng lớn á, thì nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và đối với câu chuyện của layer 2 cũng vậy, tạo ra quá nhiều layer 2 cũng không giải quyết được một cái vấn đề gì cả. Đấy là cái góc nhìn của cá nhân mình, bởi vì là cái cuối cùng mà layer 2 nó hướng đến đó chính là về cái khả năng mở rộng. Mà khả năng mở rộng của các OP chain thì nó sẽ tương đồng hoặc là nó nhanh hơn một chút so với cái câu chuyện của Optimism, hoặc là nó có thể rẻ hơn khi mà lựa chọn cái lưu trữ dữ liệu và cái đồng thuận nó khác nhau thì nó có thể rẻ hơn và nhanh hơn. Nhưng mà để mà giải quyết được thật sự triệt để mà vẫn thừa hưởng được cái tính bảo mật và phi tập trung hoàn toàn từ Ethereum thì rõ ràng nó phải là cái câu chuyện của layer 3. Layer 3 thì mình nghĩ rằng là đó là một cái câu chuyện là về khía cạnh về công nghệ. Cái yếu tố thứ hai đó chính là về yếu tố về con người, thì mình vẫn thích, thật sự là mình thích một team được lãnh đạo bởi một người thật sự có tài năng, thật sự là có tài năng, và Ed Felton làm được cái câu chuyện đó ở Arbitrum và Off-Chain Lab. Và một cái nữa đó chính là mình thấy cái vấn đề ở Superchain nhiều hơn. Mình thấy cái vấn đề ở Superchain nó nhiều hơn là cơ hội mà Superchain đang mang đến cho OP. Bởi vì là ở thời điểm hiện tại để mà đưa được value từ Superchain về cho OP nó sẽ tương đối là khó. Thì dựa trên một vài những cái yếu tố như vậy thì mình có cái xu hướng là mình thiên về Arbitrum hơn so với Optimism. Nhưng mà mình thiên về Arbitrum hơn so với Optimism không đồng nghĩa việc là mình không quan tâm Optimism và mình không đầu tư Optimism, hay là mình không đầu tư hệ sinh thái của Optimism nhé. Cái điều đấy là điều hoàn toàn khác nhau. Và tổng kết lại thì sau những cái yếu tố đầu tiên là core team, investor, công nghệ, hệ sinh thái, tokenomics và nhận định cá nhân, thì cái tỷ số cuối cùng sẽ là 4-3 nghiêng về Arbitrum. Và cái bàn thắng quyết định là có thể nói là đến từ một fan khá là trung thành của Arbitrum ha. Và ok, trên đây là một vài những cái quan điểm, một vài những cái góc nhìn suy nghĩ nó khá là chủ quan đến từ mình, và mọi người nên coi đây là một cái tham khảo mà thôi. Và mọi người cần phải tham khảo thêm nhiều những cái bài viết hơn nữa trước khi mà ra được những cái quyết định cho mình. Và nếu như mà mọi người thấy video này có hữu ích, đem lại cho mọi người một cái ý tưởng, một cái insight nào đó trong thị trường crypto, thì rất mong mọi người có thể để lại một like, một comment để ủng hộ đội ngũ của Hack Research. Và nếu như mọi người mong muốn là chờ đợi những cái video mới nhất của Hack Research thì rất mong mọi người có thể ấn vào nút subscribe và nút thông báo để nhận video của tụi mình ngay nha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.